trả lời một câu hỏi nhanh nhanh trí, đúng thật là đáp đó. Nhanh về chị Bảo Hoàng Yến. Câu hỏi rất là trời hành. Câu hỏi đầu tiên, hai chị em báo đời báo ứng, một là Võ Hoàng Yến, hai là ai? Thì em xin mạnh dạn đón đó là B, chị Minh Tú ạ. Wow. Tại show diễn thời trang đánh dấu vai trò mới vào tối ngày 10 tháng 8, Võ Hoàng Yến đặt ra loạt câu hỏi thách não, mang đến không khí vui nhộn tại thảm đỏ nhưng cũng làm khó dàn khách mời. Đến chung vui cùng Võ Hoàng Yến có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí VBiz như người mẫu Vũ Thu Phương, Hà Anh, Minh Tú, Hoa hậu Ngọc Châu, Kỳ Duyên, Minh Triệu, VV Trần, Ngọc Phước. Phương cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đúng cái thời điểm này, một thời điểm đẹp, Võ Hoàng Yến đã quyết định cho ra mắt bộ sưu tập đầu tay của mình. Và Phương tin rằng là với sự nghiêm túc, sự đầu tư và sự chuyên nghiệp của Võ Hoàng Yến thì thương hiệu JAM sẽ thực sự thành công và sẽ được khách hàng và khán giả đón nhận. VB nghĩ là cái show diễn hôm nay qua cái bàn tay của chị Yến thì sẽ rất là hoàn hảo, tại vì bản thân chị Yến cũng đã từng là người mẫu rồi. Nhưng mà cái điều mà VB thấy là nó thiếu sót mà nó cũng không có nhỏ đâu, đó chính là cái sự góp mặt của VB trong dàn người mẫu. Thật ra là từ lúc mà nghe cái thông tin là cái show diễn ra thì VB đã mong chờ, mà như mọi người biết đó, cuối cùng VB chỉ là khách mời thôi. Được biết người mẫu Võ Hoàng Yến đã ấp ủ dự án thời trang này từ rất lâu. Đứa con tinh thần này được cô chăm chút và dùng toàn bộ thời gian công sức để thực hiện. Và để mà chuẩn bị cho show diễn lần này của Hoàng Yến thì nó là một cái công tác phải hơn nửa năm. Và mình phải chạy đôn chạy đáo, chạy từ Mỹ chạy về Việt Nam và cùng tung lên với ekip. Thật sự có những cái cảm xúc rất là khó nói. Nó vừa vui vừa buồn vừa hạnh phúc, mà đôi khi có những lúc mình muốn từ bỏ nữa. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì có cái ngày này, Hoàng Yến đã từng tưởng tượng là ước gì mình có cổ máy thời gian để mình xem cái sự kiện mình như thế nào. Và ngày hôm nay thì mình không cần ước nữa, mình đã ở đây rồi và chỉ chờ nó xem là mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Duyên trời định. Đây cũng là lần đầu tiên Võ Hoàng Yến thử sức trong lĩnh vực mới. Nàng mẫu cũng không giấu được cảm xúc hồi hộp. Cảm xúc lúc này của Hoàng Yến thì rất là hồi hộp, bởi vì không biết là sắp tới show diễn của mình được nổ ra và khán giả sẽ chào đón như thế nào. Nhưng mà cũng không kém phần vui mừng và hạnh phúc, bởi vì ít nhất thì mình cũng đã làm được một phần nào đó ước mơ của mình chạm tay tới nó. Và rất vui khi mà anh chị em nghệ sĩ đến đây rất là đông đủ. Trong lần ra mắt này, Võ Hoàng Yến chọn những nàng thơ đầy cá tính cho các thiết kế của mình, gồm Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Mâu Thủy, người mẫu Lê Hoàng Phương, Hương Ly và Bùi Quỳnh Hoa. Võ Hoàng Yến cho rằng mỗi một nhà thiết kế, thương hiệu hay các tín đồ yêu thời trang đều sẽ nổi bật và đặc trưng với một cá tính riêng biệt, không ai giống ai.